trẻ yêu thích game lựa chọn trong năm nay đến từ những thương hiệu nào? Thông thường chúng ta đều biết rằng Dell, Alienware, Lenovo, Asus là những thương hiệu rất mạnh về game. Xin được giới thiệu trước mặt chúng ta ngày hôm nay một chiếc laptop ROG Strix rất mới của hãng Asus. Chúng ta đều biết rằng cái logo này tượng trưng cho một cái phong cách rất là đặc trưng của một dòng game cao cấp mà hãng Asus muốn đưa đến cho những cái bạn trẻ, những cái bạn nào thích game. Một cái phong cách màu đỏ, nó kết hợp màu đen, rất là hài hòa. Từ cái thùng chúng ta thấy rằng cũng khá là bắt mắt hơn so với các phiên bản trước đây, như là ngày càng nâng cấp hơn tí xíu và làm cho chúng ta hài lòng tuyệt đối. Chiếc laptop rất là mới, được hãng cho ra mắt năm nay. Một cái màu rất là trẻ trung. Xin được giới thiệu với chúng ta Asus Game ROG Strix G513RW. Lạnh tay, đây là một mặt kim loại và một sự kết hợp những cái kiểu hoa văn nhẹ nhẹ vào, vẫn giữ cho mình một phong cách riêng biệt. Cái logo, logo này nó có đèn, khi chúng ta mở lên nó có đèn ha. Và đặc biệt chúng ta thấy ở phần sau thì họ tạo thêm cho chúng ta một cái sự đột phá, nghĩa là mỗi một phong cách đều có một cái riêng riêng. Ở đây chúng ta thấy không, nó cứ như là những loại đá, thật ra đây là nhựa thôi. Họ làm cái phong cách cho nó trẻ trung với một hệ thống tản nhiệt cũng rất là hầm hố, nhưng mà vẫn rất là đẹp. Chúng ta thấy nhìn kỹ hai bên nó khác biệt với nhau, và phần mặt sau cái chiếc này nó rất là hay. Những cái đường nét nó trẻ trung, giống như những đôi giày hiệu Nike. Phần sau nó cảm giác như nó rất là chú trọng, có một dòng chữ nữa. Họ rất là tinh tế, hiểu rõ được là cái giới trẻ chúng ta thích gì. Một phiên bản nhập khẩu từ Mỹ về. Chiếc laptop này phải nói rằng là tượng trưng cho một sức mạnh về game vô cùng lớn. Đặc biệt điểm chứng mạnh ở đây trên chiếc laptop này có thể gọi là card màn hình là quan trọng nhất, là RTX 3070 Ti. Sức mạnh của cái card màn hình cộng với là cái vẻ ngoài rất là bắt mắt, nó tạo chúng ta một cảm giác phấn chấn và rất là tò mò, không biết nó đẹp như thế nào, nó đã như thế nào. Thì hãy cùng tôi khám phá tí xíu nhé. Đầu tiên chúng ta hãy mô tả về bên ngoài. Từ nãy chúng ta đã nói về các kết cấu kim loại, logo, và họ chú trọng rất là lớn so với các phiên bản trước. Thì đợt này họ chú trọng cũng khá là ổn về mặt bố cục, từ các cái phần ngoài hệ thống tản nhiệt rất là rộng rãi nè, nhưng mà nhìn nó vẫn rất là chắc chắn, cũng như là cái phần đệm. Một số dòng game khác tôi thấy rằng khi họ làm phần này thì họ cố tình làm cho nó thoáng càng thoáng để cho tản nhiệt càng nhiều, nhưng ngược lại thì họ không đảm bảo được là cái nó có cứng hay không. Nhiều khi chúng ta ngồi chúng ta đặt trên cái đùi thì chúng ta thấy rằng 2GB RAM nằm ở đây nó sẽ dễ bị cấn. Điều này nó làm cho chiếc laptop dễ bị đung RAM. ROG đã nghiên cứu kỹ hơn và nẹp thêm nhiều cái phần đệm đế. Chúng ta nhìn thấy đây là phần cao su, và họ thêm những dòng chữ rất là hay, ví dụ như là for those who dare đó, giống như dành cho những ai mà dám, rồi đây là Republic of Games, giống như rất là hiểu những các bạn trẻ nói tại sao tất cả sinh viên đều thích Asus. Nó rất là thông minh. Cái màu này cũng như giống cái đôi giày Nike, nhìn rất là dễ thương, rất là hay. Rồi chúng ta mở lên xem thử cái ha. Cắt cái này đi để chúng ta đỡ bớt rườm rà. Một cái mặt màu xám lông chuột. Và bên trong họ cũng tạo thêm một tí xíu những cái kiểu tam giác. Đây là những cái loại cách điệu của một cái phong cách rất là mới. Gần đây gọi là những cái hình học kiểu này là rất được ưa chuộng đưa vào, gồm có hình vuông và hình tam giác. Chúng ta thấy một cấu trúc bàn phím thuần cho game. Đẹp chưa? Khi chúng ta mở vào, auto nó tự động RGB của bảng bàn phím nó chảy lên. Và phần sau, chúng ta thấy không? Sự lấp lóe những cái bảng màu LED. Rất đẹp. Khi chúng ta ngồi, chúng ta thấy chỉ có một phần thôi. Thì khi chúng ta chơi một tí xíu, chúng ta sẽ tự thấy nó tắt, nó không có để hoài. Rất là hay, giống như là chỉ có tạo cho chúng ta phấn chấn ngay từ ban đầu thôi.
Và khi mở ra chúng ta sẽ thấy luôn cả một cái phần thân sau với những cái ô lấm tấm màu xanh lá cây nè. Nó rất là hay và nó không có nhàm chán, có nghĩa là chúng ta thấy bên đây khác, chỗ này khác, chỗ này khác. Bàn phím thì di chuyển màu. Còn màn hình trang viền 15.6 inch 2K 165Hz. Tần số quét rất là ổn ha. Chúng ta hãy cùng nhau cảm nhận tại sao nó lại có giá xứng đáng như vậy. Đầu tiên thì với cấu trúc này họ không sử dụng thêm phím số nữa. Hầu như các bạn chơi game thì cũng tập trung chánh yếu vào các cái nút chính, thuần về các cái, những nút game thôi. Chiếc laptop cũng không quá nặng, tầm 2.3kg, 2.4kg thôi. Cầm trên tay thì nó có những cái điểm khác nhau, chúng ta đặt cái tay vào tự nhiên thấy có bảng màu, nó đổi màu, nó rất là hay. Thì những cái hãng lớn như là HP hay Dell thì họ cũng đang loay hoay chuyển dịch, nhưng tôi thấy rằng họ lại chuyển dịch hướng sang làm cái mẫu văn phòng, cũng như là cái mẫu nó bình thường hơn, nó phẳng hơn. Nhưng ngược lại thì ở dòng ROG tôi thấy họ vẫn cố gắng duy trì cho mình một phong thái riêng, một đường nét game. Rồi, ở đây chúng ta hãy xem coi chiếc laptop này nó có cái gì hấp dẫn ha. Trên chiếc laptop này kích thước là 35 x 25 x 2.2 à, và trọng lượng thì chiếc laptop này tầm 2kg mấy là hợp lý. Ở đây màn hình này có nhiều loại để chúng ta chọn lựa, gồm có Full HD và 2K. Thì ở đây màn hình trước mặt chúng ta là với tỷ lệ là 15.6 WQHD 2560 x 1440, với tỷ lệ khung màn hình là 16:9. Đây là một trong những cái tỷ lệ màn hình hiện nay được áp dụng nhiều trên các cái form dành cho những cái máy nói chung là đời mới, và nó khá phù hợp để chúng ta có thể tiện lợi sử dụng chuẩn trong mọi cái chương trình, cũng như là chúng ta xuất file ra nó tiện lợi hơn, chúng ta canh cái kích thước nó dễ chịu hơn. Đặc biệt thì công nghệ màn hình này là công nghệ IPS Nano X, nghĩa là tần số quét là 165Hz. Và điểm quan trọng nhất trên cái màn hình này thì theo như nhà cung cấp của Asus thông báo nói rằng là nó đạt được 100% DCI-P3. Tôi sẽ giải thích tí xíu về cái dòng này. Trước đây chúng ta thấy là 100% sRGB, có nghĩa là nó đạt được nó như thật khi chúng ta in ra các cái bảng màu poster. Thật ra hai thông số đó sRGB và DCI-P3 nó cũng xem với nhau, nhưng DCI-P3 nó sẽ cao chuẩn hơn, cái thông số đó nó cao hơn, nó dành cho những cái người thực sự sử dụng cho việc vẽ thiết kế. Thì chơi game nó cũng như vậy, nó cần có những cái màn hình tiêu chuẩn càng rõ càng trung thực thì mới đạt được cái hiệu quả. Thì chính vì vậy màn hình này đã đáp ứng được đủ 100% DCI-P3, chắc chắn nó sẽ mang lại chúng ta cả hai mục đích lợi ích. Có nghĩa là thứ nhất, bạn chơi game rất là thuần đẹp, thứ hai là bạn sẽ cần thiết sử dụng chiếc laptop này cho việc sử dụng bản vẽ poster, thì bạn sẽ in ra cái màu nó sẽ gần đúng chuẩn như bạn nhìn thấy trên màn hình. Đó là một điểm rất là lợi và không phải cái nào cũng có, rất ít dòng máy có được cái điều này. Tôi đánh giá rất cao điểm này của dòng ROG, của chiếc laptop này. Ở đây khi đọc kỹ cấu hình, chúng ta thấy rằng chiếc laptop này đang sử dụng là AMD Ryzen 7 608H và đi cùng với là Radeon Graphics on board ha. 16 CPU, 3GB 2, 8 core 16 luồng thì sẽ turbo lên đến 4GB 7 được, rất là cao, có thể đáp ứng hầu như các loại game mà các bạn thoải mái lựa chọn mà không cần phải lo lắng đó là game gì. RAM có sẵn trong đây là 2K 8GB, mỗi cái là 16GB tổng cộng, DDR5 4800MHz. Với cái cặp màn hình quan trọng nhất là chúng ta sẽ thấy display đây, NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, rất là đã luôn. 8GB, đây là một trong những cái cạc xứng đáng đồng tiền bát gạo của chúng ta bỏ tiền nhiều mua cái laptop. Bạn sẽ sử dụng được nó rất trong nhiều việc, không chỉ chơi game không, việc học hành của chúng ta cũng cần, đi làm cũng cần cái này. Ngày nay chúng các bạn làm YouTuber, TikToker, các bạn chỉnh sửa phim, chỉnh sửa file đều cần cái cạc này rất là lớn để nó có thể hỗ trợ render chúng ta rất là ổn. Đối với những bạn chơi game thì tôi không nói rồi, bạn sẽ quá hiểu rồi. Thật ra thì từ 1650 Ti trở lên, rồi 3050, 3060 đó là quá chuẩn rồi.
Ngoài gạt này thì quá là thoải mái để cho chúng ta có thể nói là thỏa mãn nó nhanh hơn rất là nhiều. Kế đến chúng ta sẽ xem về các cái hiệu năng. Các cái cổng máy trước đó nha. Từ bên hông chúng ta sẽ thấy rằng khá đơn giản. Một cái hệ thống tản nhiệt nè, hai cổng USB, headphone micro. Mặt trước thì không có gì hết, chỉ có cái dải đèn thôi. Bên phải chúng ta hoàn toàn để trống và tất cả các cái tập trung nằm ở chỗ phía sau. Hai bên là hai tản nhiệt, hai cổng USB-C, HDMI, một cổng LAN và một cái đuôi sạc. Mặt sau rất là dễ thương, rất là lạ. Tôi nói thật sự là đối với tôi là tôi test máy hàng ngày, nhưng mà phải công nhận rằng tôi rất là hài lòng về cái mẫu thiết kế ấn tượng này. Họ rất là hiểu được cái, rõ ràng bạn thấy nguyên cái đế dày không? Đó, những cái đường nét này là cũng hao hao như cái đế dày. Ở những cái điểm này nó mềm nè, điểm cao su nó rất là hay, mà cái màu dễ thương nữa. Ít cái hãng nào chú trọng điều này. Người trẻ họ thích cái này. Một cái máy như vậy lấy tiền là xứng đáng. Cầm cái máy trên tay nó có một cảm giác rất là lạ. Mặt trước thì lạnh, mặt sau thì nó ấm ấm. Nó do những cái đây nó đang tỏa nhiệt nó nhẹ nhẹ nè. Nhưng mà đây là cảm giác nó đã tay hay. Những cái giá trị trong lúc chúng ta chơi game, ví dụ như trong lúc chúng ta chơi game thì chắc chắn điều quan trọng chúng ta lo sợ đó là cái quạt nó có như thế nào, nó có nóng không. Thì tôi có đọc cái thông số của nhà sản xuất nói ở đây họ hỗ trợ thêm một cái nói chung nôm na nó là một cái miếng tản nhiệt kim loại metal để cho nó hỗ trợ hạ cái nhiệt độ khi bạn chơi game, bạn đang chơi nó hạ xuống cấp tốc cho bạn luôn 16 độ. Khoảng đó thì họ đo ra như vậy. À, cũng khá là ấn tượng ha, thay vì sử dụng cái tản nhiệt thì phải có, nhưng mà họ thêm một cái như thiết bị phụ trợ bằng kim loại để cho hạ cấp tốc. Ngoài ra thì ở đây có một những cái nút để chúng ta có thể tự điều khiển các cái mức độ của cái quạt, để chúng ta tùy cái cảm thấy rằng nó chơi mình đang chơi nhiều quá thì chúng ta tăng quạt lên giống như quạt máy thôi. Cũng khá là hay, thì hiện tại cái điều này nó cũng không quá đặc biệt. Có nghĩa là các cái hãng khác cũng có. Thì Asus họ cũng để ý làm cái điều này rất là tốt. Họ rất là hiểu cái đối tượng trẻ. Ngoài ra thì họ trang bị chúng ta Wi-Fi 6 dòng 6E thì nó sẽ có hiệu quả rất lớn, dù chúng ta không dùng LAN. Chúng ta sẽ chơi Wi-Fi, phần lớn chúng ta cũng ít khi nào dùng LAN, bởi vì trừ khi bạn bố trí sẵn cổng LAN ở nhà thôi. Còn mọi nơi thì nếu mà đi ra ngoài quán cà phê hay cái gì đó thì với Wi-Fi 6 tôi nghĩ rằng đã rất là tốt rồi. Rồi chúng ta sẽ test thử hình ảnh âm thanh, xem coi cái laptop này nó hoạt động như thế nào. Chúng ta đang trải nghiệm một loại game rất là mới trên chiếc laptop Rock Strix này. Phải nói rằng trước mặt chúng tôi là hình ảnh rất là thật và nó có một cái cảm nhận chân thực với cái độ rung khi chúng ta nhảy hay là chúng ta bắn súng. Cái âm thanh vang rất là vang, đến từ hãng âm thanh Dolby. Đây là một trong những hãng âm thanh mà chúng ta thường thấy là xài cho trên TV Sony, VO, Sony á, nó rất là chuẩn về cái chất lượng âm thanh và độ vang rất là hay. Đặc biệt thì khi chúng ta chơi những loại game nặng á thì chúng ta đều lo lắng rằng việc tản nhiệt nó sẽ như thế nào. Nhưng ta hết sức an tâm vì trên cái chiếc Strix này thì họ sử dụng độc quyền cái công nghệ Rock Intelligent Cooling, nghĩa là họ tạo ra cái một cái kiểu riêng của họ, bao gồm một cái liquid metal trên cái CPU. Thì điều này nó sẽ hỗ trợ tốt chúng ta. Ngoài ra thì những cái nút điều khiển và hũ cao bằng tay, chúng ta vẫn có thể tăng và giảm cái quạt, cho phép chúng ta điều khiển tùy thích để chúng ta có thể giảm bớt cái tiếng ồn của quạt. Thời lượng pin của dòng máy này cũng khá là ổn, 4 cell 90W. Nếu mà sạc đầy đủ chúng ta có thể xài 5 đến 10 giờ đồng hồ. Chiếc laptop này cũng là một trong những chiếc laptop chúng tôi nhập khẩu từ Mỹ về. Và chúng tôi tin rằng thông thường những cái giá trị từ Mỹ nó luôn luôn ổn định hơn và bền hơn so với cái phiên bản cùng chủng loại ở các thị trường khác. Có nhiều khi giá thành nó rất là tốt,
do chúng tôi nhập được được sale từ những cái đối tác lớn từ hãng. Ở đây thì xét về thông số, những cái tiêu chuẩn từ sạc, pin cho đến máy, chúng tôi đánh giá rất cao các phiên bản này. Nó mang lại chúng ta sự an toàn trong lúc sử dụng, nó không bị chạm điện, nó không bị những yếu tố nào bất thường, và cái giá trị sử dụng nó sẽ lâu và bền hơn. Thì hy vọng rằng đây là một trong những mẫu chúng ta có thể thỏa mãn các bạn trẻ trong năm nay. Và sản phẩm này cũng được trưng bày tại showroom 3 tháng 2 của chúng tôi với nhiều sản phẩm khác. Ngoài ra chúng tôi cũng có nhiều thương hiệu đến từ Dell, dòng G 15 hay là dòng cao hơn có Alienware, Acer cũng có, Nitro cũng có, rất là nhiều mã để các bạn có thể có một sự tương đồng để test thử nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hy vọng rằng sẽ giúp ích cho các bạn nhiều trong tương lai. Chúng tôi luôn luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi mua sản phẩm tại shop. Khi mua hàng, bạn sẽ được hỗ trợ từ các chuyên gia IT hàng đầu của chúng tôi từ lúc mua cho đến khi thành thạo sử dụng. Vì chúng tôi muốn máy tính của bạn mua nó phải thật sự bền và xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra. Đặc biệt thì chúng tôi sẽ tặng kèm bạn một cái gối bảo dưỡng theo tiêu chuẩn ASTE của Hoa Kỳ để máy bạn đảm bảo được hoạt động ổn định nhất. Nay thì các ứng dụng như Ultraview hay TeamViewer rất là tiện lợi. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn từ xa. Kể cả sau này khi hết thời hạn bảo hành thì chúng tôi vẫn hết lòng hỗ trợ bạn và giúp đỡ bạn. Bạn có thể đến showroom của hệ thống laptop Shopify Shop tại địa chỉ 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh để trực tiếp xem các cái mẫu máy tính. Chúng ta có thể mua trả góp bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có trả góp 0%. Chúng tôi chấp nhận thanh toán tất cả các loại thẻ ngân hàng từ nội địa và quốc tế. Nếu như các bạn ở xa mà không có điều kiện đến shop, bạn vẫn có thể mua online trên web chúng tôi. Bạn hãy truy cập vào laptopshopify.com hoặc liên hệ hotline 090 3344 188 và 0909 344 188 để được hỗ trợ tốt nhất nhé. Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn vào một ngày không xa. Xin chúc bạn thật nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công nhé.